Xin chào, tôi là người hướng dẫn K-Mon. K-Mon là ứng dụng có thể sử dụng để nạp tiền thuê bao trả trước và thẻ điện thoại quốc tế vào bất cứ lúc nào, cho dù bạn ở nhà, bằng cách thanh toán MyCash hoặc thẻ check. Quý khách có thể nạp tiền thẻ điện thoại quốc tế, thẻ áo dài ngay lập tức và nạp tiền tất cả các. Trước tiên, tìm từ K-Mon trong kho tiện ích hoặc kho ứng dụng để cài đặt. Sau khi cài đặt xong, hãy ấn vào K-Mon trên màn hình và chọn Việt Nam ở phần chọn quốc gia. Ứng dụng K-Mon sử dụng MyCash của K-Mon hoặc thẻ check để nạp tiền điện thoại quốc tế, nạp thuê bao trả trước. Dù thay đổi số điện thoại, bạn cũng có thể sử dụng MyCash một cách an toàn và mỗi khi nạp tiền thuê bao trả trước. Nếu muốn nhận được nhiều ưu đãi đặc biệt như tích lũy tiền miễn phí, ưu đãi giảm giá 5% tích lũy vào MyCash, thì phải đăng ký tài khoản K-Mon. Trường hợp không đăng ký tài khoản thì có thể thanh toán bằng thẻ check, nhưng không thể nạp vào MyCash bằng việc chuyển khoản và sẽ không nhận được ưu đãi, tích lũy tiền, ưu đãi giảm giá khi nạp tiền thuê bao trả trước. Phương pháp đăng ký tài khoản vô cùng đơn giản. Bạn vào phần cài đặt ở phía trên bên phải màn hình, ấn vào biểu tượng đăng ký đăng nhập tài khoản. Tiếp theo, hãy nhập tên tài khoản sẽ sử dụng vào ô nhập tên tài khoản và ấn nút check. Sau đó, phải nhập 6 chữ số ngày tháng năm sinh. Ví dụ, sinh năm 1995 thì ấn số 95, ngày 25 tháng 1 thì ấn 0125. Sau đó, nhập mật khẩu sẽ sử dụng và nhập lại một lần nữa mật khẩu. Cuối cùng, ấn OK thì việc đăng ký tài khoản K-Mon thành công. Bây giờ tôi sẽ giải thích phương pháp nạp MyCash. Hệ thống thanh toán K-Mon có phương pháp thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ check và thanh toán sử dụng MyCash. Sau khi nạp tiền vào MyCash thì có thể nạp tiền cho thuê bao trả trước, thẻ điện thoại quốc tế một cách dễ dàng bằng số tiền có trong MyCash. Quý khách có thể nhận được nhiều ưu đãi về điểm thưởng và giảm giá bằng nhiều hình thức, nên sẽ rất có lợi nếu có thể thanh toán bằng MyCash. MyCash có thể được nạp bằng thẻ check hoặc chuyển khoản. Trước tiên, tôi sẽ giải thích về phương pháp nạp MyCash bằng cách chuyển khoản. Quý khách lựa chọn số tiền nạp và ấn nút chuyển khoản, sau đó chọn ngân hàng mà quý khách sử dụng. Số tài khoản cần chuyển sẽ xuất hiện. Bây giờ, hãy ấn OK thì việc tiếp nhận nạp MyCash hoàn thành và số tài khoản sẽ được chuyển tới tin nhắn SMS. Quý khách chuyển số tiền cần nạp vào số tài khoản được chỉ định bằng ATM hoặc Internet Banking thì việc nạp MyCash thành công. Và bây giờ, tôi sẽ hướng dẫn phương pháp thanh toán thẻ check khi nạp tiền thuê bao trả trước. Hãy ấn vào nút nạp tiền trả trước ở màn hình chính. Gói cước thuê bao trả trước gồm hai loại: gói cước dữ liệu chuyên dụng và gói âm thanh. Gói âm thanh có thể sử dụng đồng thời âm thanh và dữ liệu, là gói cước thông dụng được nhiều người sử dụng. Gói dữ liệu chuyên dụng là gói chỉ có thể sử dụng dữ liệu của nhà mạng tương ứng. Trước tiên, hãy chọn gói cước muốn nạp và chọn số tiền nạp, sau đó ấn nút OK. Trường hợp số tiền trong MyCash nhiều hơn so với số tiền nạp, thì khi ấn OK, việc nạp tiền trả trước sẽ tự động hoàn thành. Trường hợp chưa nạp MyCash hoặc số tiền không đủ thì có thể thanh toán số tiền cần thanh toán cuối cùng bằng thẻ check. Khi nhìn vào màn hình thanh toán, bạn thấy số tiền sẽ sử dụng. Trường hợp MyCash có tiền thì tự động hiển thị số tiền còn lại, nên chỉ cần thanh toán số tiền cuối cùng là được. Do đó, quý khách đừng bận tâm tới số tiền sẽ sử dụng, mà chỉ cần thanh toán số tiền cần thanh toán cuối cùng bằng thẻ check là được. Vậy thì bây giờ hãy cùng nạp tiền bằng thẻ check nhé. Tham khảo hình ảnh mẫu thẻ check và nhập 16 số thẻ. Thời hạn thẻ, nhập 2 số đầu mật khẩu và cuối cùng nhập 6 số ngày tháng năm sinh. Trường hợp có chứng minh thư người nước ngoài thì 6 số đầu trên chứng minh thư là ngày tháng năm sinh. Trong cách thức thanh toán, có cách thức chuyển khoản ở bên cạnh ô thẻ check. Ấn nút này để sử dụng phương pháp chuyển khoản. Phương pháp nạp tiền vào MyCash. Khi đã nạp tiền vào MyCash thì có thể tiến hành nạp tiền trả trước là được.
Sau đây, tôi sẽ hướng dẫn phương pháp nạp tiền thẻ điện thoại quốc tế. Ấn vào biểu tượng này khi sử dụng điện thoại quốc tế, chọn ngôn ngữ hướng dẫn tiếng Việt và chọn thẻ điện thoại quốc tế. Hãy lựa chọn số thẻ nạp và ấn OK. Phương pháp thanh toán giống như phương pháp nạp tiền thuê bao trả trước đã giải thích ở phần trước. Chúng ta đã nạp tiền xong, giờ hãy gọi điện thoại quốc tế thử nhé. Trước tiên, ấn vào biểu tượng điện thoại ở màn hình chính. Quý khách có thể kiểm tra số tiền và thẻ đã nạp ở màn hình phía trên. Khi gọi điện thoại, hãy kiểm tra mã số quốc gia và sau khi nhập số điện thoại cần gọi, hãy ấn nút Direct Call ở dưới thì sẽ gọi được luôn mà không cần thủ tục phức tạp. Quý khách có thể sử dụng danh bạ hoặc nhật ký gần đây. Ấn vào số được lưu sẵn thì có thể gọi điện một cách dễ dàng. Trường hợp không gọi được bằng nút Direct Call thì hãy bấm 08216 phương pháp sử dụng thẻ trước đây để gọi nhé. Hướng dẫn sử dụng mã gọi điện thoại quốc tế 00300 Việt Nam. Mã gọi điện thoại quốc tế 00300 chỉ dành cho thuê bao trả sau. Phí gọi điện thoại quốc tế trả sau 00300 là 97 won một phút, không cần phải thanh toán trả trước. Phí sử dụng điện thoại quốc tế 00300 sẽ được tính cùng với cước phí thuê bao điện thoại trả sau hàng tháng. Ngoài ra, Kmon có tính năng tính tỷ giá kết bạn. Quý khách muốn kết bạn mới cùng một quốc gia đang sống tại Hàn Quốc, hãy sử dụng tính năng kết bạn nhé. Quý khách có thể tính tỷ giá tiền tệ của các quốc gia tại thời điểm hiện tại. Phương pháp sử dụng chi tiết tham khảo phương pháp sử dụng Kmon trong phần cài đặt. Cuối cùng, để dịch vụ ngày một tốt hơn, chúng tôi sẽ cập nhật liên tục ứng dụng Kmon. Mong quý khách hãy cập nhật phiên bản mới nhất để sử dụng nhé. Xin chân thành cảm ơn.